chị làm môi nhưng mà chị hỏi tí là bên em có những màu gì? Bên em là có 3 tông chị ạ. Tông đỏ, tông hồng, tông cam. Chị thích loại nào? Hồng, đỏ, cam, màu nào chị cũng thích. Để chị suy nghĩ tí nhé. A few moments later. Chị ơi, chị đã nghĩ rồi. Chị vẫn đang nghĩ. Chị lại nghĩ nữa. Chị ơi. Chị. Ơi. Chị đã nghĩ xong chưa? Chưa, chị chưa nghĩ xong, chị đang nghĩ. Thế đây này, để nhé, chị nhé. Em sẽ làm cho chị một màu phù hợp với sở thích của chị. Được, được, thế thì được. Được, thế chị nhé.